Phật bảo với các tỳ kheo, Thích Đề Hoàn Nhân không nên thuyết kệ như vậy. Vì Thích Đề Hoàn Nhân còn bị năm suy tướng và ba độc trơ trừ, cớ sao nói dối là giữ giới một ngày, công đức phước báo ắt như ta. Nếu nói thọ trì giới ấy, chắc được như chư Phật mới là lời nói thật. Bởi nhân duyên được các đại thiên tôn hoan hỷ, nên được phước tăng nhiều. Lại nữa, trong 6 ngày trai ấy, quỷ ác hại người não loạn tất cả. Nếu ở chỗ xóm làng gò đồi quận huyện quốc ấp nào có người lành trì trai thọ giới, do nhân duyên ấy ác quỷ tránh xa trú xứ an ổn. Do vậy nên 6 ngày trì trai thọ giới được phước tăng nhiều. Hỏi: vì sao các bọn quỷ ác dùng 6 ngày ấy để não hại người? Đáp: trong kinh Thiên Địa Bổn Khởi nói, lúc kiếp mới thành có con của dị Phạm Thiên Vương là cha các quỷ thần, tu khổ hạnh theo phạm chí đủ 12 năm trên trời. Trong 6 ngày này cắt thịt, xuất huyết, lấy đẹp trong lửa. Do vậy nên các quỷ thần trong 6 ngày này bèn có thế lực. Hỏi: cha các quỷ thần, tại sao trong 6 ngày này cắt thịt, xuất huyết, lấy đẹp trong lửa? Đáp: trong các thần, Ma Hề Thủ La Thần là lớn hơn cả. Các thần đều có nhật phần. Ma Hề Thủ La mỗi tháng có 4 nhật phần, là ngày mùng 8, mùng 2, mùng 3, 14, 29. Và các thần khác mỗi tháng có 2 nhật phần, là ngày mùng 1 và ngày 16, còn ngày mùng 2 và ngày 17, còn ngày 15 và ngày 30, là thuộc tất cả thần. Ma Hề Thủ La là chủ của các thần nên được nhiều ngày hơn, kể cả 4 ngày kia là trai, còn 2 ngày thuộc tất cả thần cũng kể là trai. Do vậy nên trong 6 ngày này các quỷ thần có thế lực. Lại nữa, trà các quỷ thần trong 6 ngày này cắt thịt xuất huyết, lấy đều trong lửa quá 12 năm. Thiên Vương đi xuống nói với con rằng: người cầu nguyện gì? Đáp: cầu có con. Thiên Vương nói: phép cúng dường của tiên nhân là đốt hương quả ngọt và các vật thanh tịnh, sao ngươi lấy huyết thịt để trong lửa làm như pháp tội ác? Ngươi phá thiện pháp, ưa làm việc ác, chỉ khiến ngươi sanh con ác, ăn thịt uống máu. Ngay trong khi đang nói lời ấy, trong lửa có 8 đại quỷ xuất hiện, thân đen như mực, tóc vàng, mắt đỏ, có ánh sáng lớn. Tất cả các quỷ thần đều từ 8 quỷ thần này sinh ra. Do vậy nên trong 6 ngày này các thịt xuất huyết lấy để trong lửa mà có được thế lực. Còn như trong Phật Pháp, ngày không có tốt xấu, chỉ tùy theo nhân duyên các ngày hung dữ của thế gian mà dạy trì trai thọ giới thôi. Hỏi: năm giới và giới một ngày, giới nào hơn? Đáp: có nhân duyên nên hai giới bằng nhau. Nhưng năm giới thì giữ trọn đời, còn 8 giới chỉ giữ trong một ngày. Năm giới thường giữ thời gian nhiều mà giới lại ít, còn giới một ngày thì thời gian ít mà giới lại nhiều. Lại nữa, nếu không có đại tâm tuy trọn đời giữ giới, không bằng chỉ có đại tâm giữ giới một ngày. Ví như kẻ mềm yếu làm tướng, tuy cầm quân trọn đời mà trí dũng không đủ, cuối cùng không có công danh. Nếu như kẻ anh hùng hăng hái, lập tức bình định hoạn loạn, công trạng một ngày mà trùm cả thiên hạ. Hai thế giới này là pháp của Yêu Bà Tắc Tại Gia. Hạng Tại Gia chỉ giới có 4 bậc: có hạ trung thượng, có thượng thượng. Hạ nhân chỉ giới chỉ vì cái vui đời này, hoặc vì sợ hãi, vì danh dự, tiếng tăm, hoặc vì phép nhà, chịu theo ý người, hoặc tránh khổ dịch, cầu khỏi ách nạn, các thứ như vậy gọi là hạ nhân chỉ giới. Trung nhân chỉ giới là hạng người giàu sang, vui chơi thích ý, mà hoặc vì mong phước lạc đời sau, khắc kỳ tự gắng, ngày chịu khổ ít mà được lợi rất nhiều. Suy nghĩ như vậy nên kiên cố chỉ giới. Ví như người buôn bán đi ra xa vào sâu, được lợi chắc chắn nhiều. Phước của sự trì giới làm cho người ta hưởng phước lạc đời sau cũng như vậy. Thượng nhân trì giới là vì cầu niết bàn, biết các pháp thầy đều vô thường, muốn cầu lìa khổ, thường vui vô vi. Lại nữa, người trì giới tâm không hối hận, tâm không hối hận nên được vui mừng, được vui mừng nên được nhất tâm nên được thật trí, được thật trí nên được có tâm nhàm chán, được có tâm nhàm chán nên được ly dục nên được giải thoát nên được niết bàn. Chỉ giới như vậy là căn bản của các thiện pháp. Lại nữa, chỉ giới là cửa ngõ sơ khởi của 8 chánh đạo, cửa ngõ sơ khởi để vào đạo, chắc chắn đi đến niết bàn. Chương 23, giải thích tán thán nghĩa thì là Bà La Mật. Hỏi: như trong 8 chánh đạo, chánh ngữ, chánh nghiệp ở giữa, chánh kiến, chánh hạnh ở đầu, nên vì sao nói chỉ giới là cửa ngõ sơ khởi của 8 chánh đạo? Đáp: lấy số để nói, cái lớn là đầu, chánh kiến rất lớn cho nên ở đầu. Lại nữa,
Vì sự hành đạo lý chánh kiến làm trước tiên, còn các pháp theo thứ tự nên giới ở trước. Ví như làm nhà, nóc mái, xà nhà tuy lớn mà do đất trước tiên. Tự nhân chỉ giới là vì thương xót chúng sanh, vì Phật đạo, vì biết rõ các pháp, cầu thật tướng, không vì sợ ác đạo, không cầu vui. Các thứ như vậy là thượng nhân chỉ giới, ấy là bốn, gọi chung là giới ưu bà tắc. Giới xuất gia cũng có bốn hạng: một, giới sa di, sa di ni; hai, giới thức xoa mana; ba, giới tỳ kheo ni; bốn, giới tỳ kheo tăng. Hỏi: nếu giới tại gia được sanh lên cõi trời, được Bồ Tát đạo, cũng được Niết Bàn, thì còn cần gì đến giới xuất gia? Đáp: cũng cùng đắc độ, nhưng có khó dễ khác nhau. Tại gia bị các nghiệp vụ sanh kế, nếu muốn chuyên tâm vào đạo pháp, thời gia nghiệp bị bỏ phế. Nếu muốn chuyên lo gia nghiệp, thời đạo nghiệp phải bỏ phế. Không lấy không bỏ mới là cách đáng nên làm, ấy gọi là khó. Nếu muốn xuất gia liên tục, rất các rối loạn, một bề chuyên tâm hành đạo là dễ. Lại nữa, tại gia ồn ào, nhiều chuyện, nhiều việc, là gốc của kiết sử, chỗ chứa các điều ác, thế nên rất khó. Nếu xuất gia, ví như có người ra ở chỗ đồng trống, không người mà chuyên nhất tâm, không nghĩ, không lo, các tưởng bên trong đã trừ, thì các việc bên ngoài cũng mất. Như kẻ nói, ngồi tịnh giữa cây rừng, yên lặng, dứt các ác, điềm đạm được nhất tâm, vui ấy hơn vui trời. Người cầu lợi giàu sang, áo đẹp, nệm giường tốt, vui ấy chẳng an ổn, vì cầu không nhằm đủ, ca xa đi khất thực, động chỉ tâm thường nhất, tự lấy mắt trí tuệ, quán biết các pháp thật. Trong các thứ pháp môn đều bình đẳng quán vào, tâm sáng tuệ vắng lặng, ba cõi không bị kịp. Do vậy nên biết xuất gia tu giới hành đạo là dễ. Lại nữa, xuất gia tu giới được vô lượng thiện vật nghi, được tất cả được đầy đủ, vì vậy nên hàng áo trắng nên xuất gia thọ giới. Lại nữa, trong Phật pháp, xuất gia pháp là khó tu nhất. Như Phạm Chí Diêm Phủ Khư Đề hỏi Xá Lợi Phất, trong Phật pháp việc gì khó nhất? Xá Lợi Phất đáp: xuất gia là khó. Lại hỏi: xuất gia khó gì? Đáp: xuất gia vui thích pháp là khó, đã được vui thích pháp còn có gì khó, tu các thiện pháp khó, vì vậy nên cần xuất gia. Lại nữa, nếu người khi xuất gia thì ma vương kinh hãi nghi rằng người này các kiết sử sắc mỏng, chắc chứng được Niết Bàn, đứng vào số tăng bảo. Lại nữa, trong Phật pháp, người xuất gia tuy hủy phá hình dung đọa vào chỗ tội, mà khi hết tội được giải thoát. Như trong kinh Uất Bà La Hòa Tỳ Kheo Ni Bổn Danh nói, lúc Phật tại thế, Tỳ Kheo Ni này chứng được A-La-Hán đủ 6 thần thông, đi vào nhà quý nhân, thường khen ngợi pháp xuất gia, nói với các phụ nữ quý nhân rằng, chị em nên xuất gia. Các phụ nữ quý nhân nói, chúng tôi thiếu niên tráng kiện, dung sắc đầy đặn tốt đẹp, giữ giới rất khó, hoặc sẽ phải phá giới. Tỳ Kheo Ni nói, chỉ cần xuất gia, phá giới thì phá. Hỏi: phá giới thì sẽ bị đọa vào địa ngục, làm sao mà phá được? Đáp: đọa địa ngục thì đọa. Các phụ nữ quý nhân đều cười nói rằng, ở địa ngục chịu tội, làm sao đọa được? Tỳ Kheo Ni nói, tôi tự nhớ thần kiếp trước là con gái làm trò, kể lại sự tích cũ, có khi mặc áo Tỳ Kheo Ni để làm trò cưới. Do nhân duyên ấy mà thời Đức Phật Ca Diếp, tôi là Tỳ Kheo Ni, tự ỷ dòng họ cao quý đoan chánh, tâm sanh kiêu ngạo mà phá cấm giới. Vì tội phá giới phải đọa địa ngục, chịu đủ các tội, chịu tội xong may gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà xuất gia, được chứng đạo quả A La Hán đủ 6 thần thông. Vì vậy nên biết xuất gia thọ giới, tuy lại phá giới mà do giới nhân duyên nên được chứng đạo quả A La Hán. Nếu chỉ làm ác mà không có giới nhân duyên thì chẳng đắc đạo, tôi tổ chức đời đời đọa địa ngục. Từ địa ngục ra là người ác chết lại trở vào địa ngục mà chẳng được gì. Nên lấy việc này làm chứng mà biết rằng xuất gia thọ giới tuy lại phá giới, song nhờ giới nhân duyên mà có thể đắc đạo quả. Lại nữa, như khi Phật ở tại Kỳ Hoàn, có một bà La Môn Sai đi đến chỗ Phật, xin làm tỳ kheo. Phật sai A Nan cạo đầu cho mặc áo pháp, khi tỉnh dậy thấy thân mình, sau nay bỗng thành tỳ kheo liền bỏ chạy. Các tỳ kheo hỏi Phật, sao cho người bà La Môn Sai ấy làm tỳ kheo? Phật dạy, bà La Môn ấy trong vô lượng kiếp, lúc đầu không hề có tâm xuất gia, nay nhân say rượu nên mới tạm thời phát tâm chút ít, nhờ nhân duyên ấy sau sẽ xuất gia đắc đạo. Do các thứ nhân duyên như vậy, cái lợi của sự xuất gia có công đức vô lượng, thế nên hàng cư sĩ tuy có thọ năm giới mà không bằng xuất gia. Luật nghi xuất gia có bốn hạng là sa di, sa di ni, thức xoa mana, tỳ kheo ni và tỳ kheo. Làm thế nào sa di ni đều xuất gia thọ giới pháp? Hàng cư sĩ muốn cầu xuất gia thì nên cầu hai sư,
một hòa thượng, hai a xà lê. Hòa thượng như cha, a xà lê như mẹ. Vì bỏ cha mẹ sanh ra nên cầu cha mẹ xuất gia, mặc y cà sa, cạo bỏ râu tóc, hai tay cầm hai chân hòa thượng. Vì sao cầm chân? Theo phép ở xứ Thiên Trúc, cho việc cầm chân là sự cung kính cúng dường cao nhất. Vì a xà lê nên dạy 10 giới, đúng như cách thọ giới, sa di ni cũng như vậy, chỉ lấy tỷ kheo ni làm hòa thượng. Thức xoa mà nà thọ trì 6 pháp trong 2 năm. Hỏi: sa di thọ 10 giới bèn thọ cụ túc giới, còn trong pháp tỳ kheo ni sao lại phải có thức xoa ma na sau mới hiết được thọ cụ túc giới? Đáp: lúc Phật còn tại thế, có người vợ một ông trưởng giả không biết mình đã mang thai xuất gia thọ cụ túc giới, sau đó thân càng hiện to lớn. Các ông trưởng giả cơ hiểm các tỳ kheo, nhân đó Phật chế 2 năm học giới thọ trì 6 pháp, vậy sao mới cho thọ cụ túc giới?